Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Luyện Thư Pháp cùng Lương Ngọc Hiếu. Hôm nay tôi viết tặng quý vị và các bạn đôi câu đối cổ: thường hữu khoan tâm năng ích thọ, vĩnh năng bố đức khả diên niên. Tân Sửu Niên, Lâm Ngọc Hiếu bút. Vâng, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để xem hết video. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Luyện Thư Pháp, Lâm Ngọc Hiếu.